Ok, xin chào tất cả các bạn. Có thể cái tiêu đề đã làm cho các bạn có một chút tò mò. Nhưng nếu mà thực sự các bạn biết và trả lời được một số 4 câu hỏi sau đây thì có lẽ các bạn không cần phải xem cái video này. Thứ nhất là vải nỉ là gì? Thứ hai, nguồn gốc của vải nỉ. Thứ ba, vải nỉ có những loại gì? Cuối cùng, câu hỏi cuối cùng là vải nỉ có tác dụng gì và được sử dụng trong việc gì? Các bạn có thể trả lời cả 4 câu hỏi phía trên được không? Nếu chưa thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chúng ở phần phía dưới. Còn nếu bạn biết rồi, có lẽ cũng đừng vội tắt màn hình đi và hãy thử nghe nốt trong cái video này và kiểm chứng giúp chúng tôi xem cái thông tin ở dưới đây là chính xác hay chưa. Đầu tiên thì chúng ta vào cái phần vải nỉ là gì. Vải nỉ có tên tiếng Anh là phép. Có các tên khác ví dụ như vải dạ nỉ, vải nỉ dạ, vải nỉ cứng và vải nỉ mềm. Đây là hai loại chia ra thành loại và đôi khi chúng ta chia ra để dễ gọi thôi. Đây là loại vải không dệt và đặc tính giống như giấy nhưng mà dai chắc hơn, được làm từ len và sợi vải. Đặc tính của vải nỉ thì gồm những đặc tính như sau: thứ nhất là nó dai chắc, thứ hai là màu sắc rất đa dạng, thứ ba mịn dày hơn vải thường, thứ tư khi cắt sẽ không bị tước sợi, đây là một cái vùng đặc biệt của vải nỉ, thứ năm là ít bị nhiều nát, thứ sáu là dễ vệ sinh. Đây là một cái đặc tính vô cùng tuyệt vời của vải nỉ. Nguồn gốc của vải nỉ. Vải nỉ có nguồn gốc từ những bộ lạc du mục của các quốc gia như Mông Cổ và Thổ Nhĩ Kỳ. Đầu tiên chúng được họ làm thành những tấm thảm, quần áo và cả lều. Cái lều trên các sa mạc. Vải nỉ ở phương Tây lại được dùng chủ yếu trong các lĩnh vực nghệ thuật và trang trí. Vải nỉ có những loại nào? Chúng ta thường hay chia ra thành hai loại, đó là vải nỉ cứng và vải nỉ mềm. Vải nỉ cứng thì sẽ có dạng như trong cái hình sau đây. Còn vải nỉ mềm thì chúng ta sẽ có dạng như cái hình này. Vải nỉ thường dùng trong lĩnh vực gì và sản phẩm gì? Vải dạ nỉ được dùng trong khá nhiều lĩnh vực. Trong đó chúng tôi xin được kể ra một số lĩnh vực chính như: thứ nhất, nó được sử dụng trong các sản phẩm nhạc cụ. Vải nỉ được sử dụng trong các nhạc cụ để làm các thiết bị giảm chấn, bọc ống bát, hay một cái tác dụng nữa nó là vỏ của một số thiết bị âm thanh. Chúng ta nhìn thấy ví dụ các cái loa có thể được bọc bởi vải nỉ đấy. Và thứ hai, nó sử dụng trong ngành công nghiệp. Vải nỉ được sử dụng trong bộ đệm khi di chuyển hoặc vận chuyển hàng công nghiệp, cái này rất phổ biến. Thứ ba, vải nỉ được dùng trong hàng thủ công. Điều này không cần phải bàn cãi đúng không? Vải nỉ rất phổ biến trong hàng thủ công, chất liệu của nó phù hợp để làm các sản phẩm handmade như gối, thú nhồi bông, mũ, vân vân. Vải nỉ thứ tư là vải nỉ trong thời trang. Các sản phẩm như giày dép, mũ và áo khoác là những sản phẩm rất phổ biến từ vải nỉ. Các sản phẩm này được các nhà thiết kế sử dụng rộng rãi trong đồ thời trang giữ nhiệt. Trên đây là một số cái thông tin về vải nỉ muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Nếu các bạn có một câu hỏi gì hoặc là các bạn có thắc mắc gì muốn chia sẻ góp ý hoặc như nào đó, hãy để lại comment phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.